Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Fiction News với Phạm Cơ và Quang Chương. Và ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến các nước bên Phi Châu và một loại vaccine mới để mà diệt trừ ngăn ngừa sốt rét. Đó là một cái vaccine mới được phát minh bởi cái Sở Y tế của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, đây là một trong những cái chương trình mới bắt đầu mà thôi của Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hợp Quốc. Trong đó mục tiêu của họ là làm thế nào để có thể ngăn cản được 360.000 trẻ em Phi Châu mỗi năm thoát khỏi được căn bệnh sốt rét. Thưa quý vị, sốt rét là một loài parasit, tức là một loài ký sinh trùng được sống ở trong máu của muỗi, rồi muỗi nó chích vi khuẩn sốt rét này vào trong người và làm cho người bị lây bệnh sốt rét. Các nước ở Phi Châu là những nước có nhiều rừng rậm và nhiều đầm lầy thì rất là hay bị bệnh sốt rét, và vì vậy cho nên cái việc chích ngừa hàng năm này, mỗi năm người ta dự trù chích ngừa 360.000 trẻ em trong 3 quốc gia ở tại Phi Châu để có thể ngăn ngừa được bệnh sốt rét. Các khung chích ngừa này chia ra làm 4 mũi. 3 mũi đầu tiên thì sẽ chích trong vòng từ 5 cho tới 9 tháng tuổi, tức là từ 5 tới 9 tháng tuổi, tức là những đứa trẻ rất là bé thì được chích ngừa trước, rồi đồng thời ngày sinh nhật thứ hai thì chích thêm mũi thứ tư. Điều quan trọng nhất của việc chích ngừa này là tất cả trẻ em đều phải chích cho đủ 4 mũi, nếu không thì có thể hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Và dĩ nhiên cái việc ngăn ngừa bệnh sốt rét này phải đi kèm với những cái việc khác, như là cung cấp thuốc diệt muỗi, xịt những cái nơi mà có muỗi ở trong nhà, và đồng thời thì thưa quý vị, trị ngay bệnh sốt rét khi mà bệnh mới phát ra, và ngăn ngừa cái cơn bệnh này bằng cách diệt trừ tất cả những cái chỗ mà muỗi có thể sinh ra. Thì đó là một trong những mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc ngăn ngừa sốt rét. Từ xưa đến giờ, đây có lẽ như là cái lần đầu tiên người ta nghĩ đến việc chích ngừa sốt rét, và cái thí điểm đầu tiên là 3 quốc gia ở Phi Châu. Thì phải nói rằng là sốt rét là một bệnh rất là khó trị, không có thuốc gì trị được sốt rét, mà chỉ có những cái thứ thuốc đặc trị dành riêng sốt rét mới trị được sốt rét mà thôi. Và cái kêu là thuốc chích ngừa, vaccine chích ngừa sốt rét, đây là lần đầu tiên người ta làm ra cái vaccine này, và hiện nay đang được thử dùng ở tại Phi Châu để xem tự hiệu quả của nó như thế nào. Thưa quý vị, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến một người phụ nữ rất là tội nghiệp và thương tâm. Người này có tên là Jackie Saborido, gốc Venezuela, vừa mới sang Hoa Kỳ được có một tháng thôi thì đã bị tai nạn rất là khủng khiếp. Tai nạn này xảy ra vào năm 1999. Lúc đó thì thưa quý vị, cô Jackie mới có 20 tuổi mà thôi. Và ngày hôm nay tin mới nhất cho biết thì cô này đã vừa mới qua đời bởi căn bệnh cancer, tức là bị ung thư ở tại Guatemala. Trở ngược lại vào năm 1999, cô đã sang Hoa Kỳ chưa đầy một tháng, và cô đã đi chơi cùng với ba người bạn của mình trên một chiếc xe đi từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, đến một cái thành phố khác trên đường về một buổi tối. Thì khi lái xe như vậy đó, có một cái người lái xe say rượu và đã đi ngược đường, vào ngược đường, ngược lên với lại xe của bốn cô gái này, và tai nạn đã xảy ra khiến cho hai người trên xe bị chết tại chỗ. Và riêng cô đó thì cô ngồi ở trên cái ghế của passenger, xe bị bốc cháy. Và khi mà cảnh sát đến và cứu cô ra đó, thì cô Jackie này đã bị phỏng coi như là 60% trên cơ thể của cô, tức là cái third degree phỏng cái hạng thứ ba. Cô đã được đem bệnh viện và trải qua khoảng 100 cái cuộc giải phẫu. Rất may mắn cô đã được sống sót. Tuy nhiên thì cái khuôn mặt của cô đều đã bị lửa tàn phá hết. Rất là khủng khiếp khi mà cô không còn cái lỗ tai, không còn mũi, mắt thì bị cháy xém xuống, chỉ còn một bên thôi. Tóc thì cũng không có luôn, tại vì lửa nó cháy luôn cả cái da đầu. Tuy nhiên cô đã rất là vui vẻ sau khi cô được cứu sống đó, thì cô đã đồng ý và là cái người đại diện cho một cái chiến dịch kêu gọi người dân không có nên uống rượu khi lái xe. Tại vì cô chính là cái người nạn nhân rất là rõ ràng trong cái vụ xe rượu lái xe này. Được biết cái người lái xe đó là Bridges Steffi, người này đã
bị dính vào cái tội say rượu lái xe và ngộ sát đó, bị ở tù 7 năm, và năm 2008 thì người này đã được thả ra rồi. Tuy nhiên cái campaign đó, cái cuộc vận động cho người dân phải ý thức được cái vấn đề uống rượu lái xe, do cô Jackie này là cái người đứng ra để mà làm đại diện cho cái phong trào này, đã được tiếp tục cho đến gần đây. Thì tin mới nhất cho biết là cô này đã vừa mới qua đời, khiến cho nhiều người cũng rất là thương tiếc. Được biết khi mà cô qua đây mới chỉ có một tháng thôi, thành ra là bảo hiểm y tế chưa có, cho nên cái bill mà gửi về cho cô như vậy là khoảng 5 triệu Mỹ Kim trong tất cả cái số tiền, khoảng 100 cái cuộc giải phẫu cho cái tai nạn xảy ra cũng chỉ vì say rượu lái xe. Anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới việc nhiễm độc E. coli, tức là một loại vi khuẩn đường ruột, bằng cách ăn ground beef. Thưa quý vị, ground beef hay là thịt bò vằm, thịt bò xay là một trong những cái món ăn thích của người Hoa Kỳ. Ground beef thường không có gì tai nạn xảy ra. Tuy nhiên nếu như mà ground beef hiện nay thì bình thường, nhưng mà có những khi nó bị dơ bẩn bởi vì có nhiễm vi khuẩn ở trong đó, thường là vi khuẩn E. coli. Thì đây là một vụ nhiễm độc E. coli hiện nay đang diễn ra ở tại 10 tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Ohio, Tennessee và Virginia. Người ta không nói rõ rằng là nhà cung cấp thịt bò vằm này là nhà cung cấp nào, hay là cái loại hiệu gì là bị. Người ta chỉ cho biết rằng là hiện nay họ đang điều trị, CDC nói rằng hiện nay các cơ quan y tế của 10 tiểu bang nói trên đang điều trị ít nhất là 150 người bị nhiễm khuẩn E. coli sau khi họ ăn các thịt bò này. Cho nên cơ quan y tế khuyến cáo dân chúng rằng muốn ngăn ngừa cái bệnh truyền nhiễm E. coli này thì phải nấu ground beef cho thật là kỹ, tức là đừng có để sống quá, phải làm sao chiên xào thật là chín thì mới có thể tránh được. Rồi đồng thời khi mà lấy rau bíp ra hoặc là đem ra chiên xào thì tay chân của những cái người làm phải hết sức là sạch sẽ, rửa sạch bằng xà phòng trước khi mà đưa tay bám vào các cái rau bíp kể trên và đem ra nướng hoặc là chiên. Thì điều quan trọng nhất mà các CDC nhắc nhở là quý vị phải nấu thật là chín. Nấu thật là chín nghĩa là nếu là chiên thì, hay là nếu là nướng, là phải nướng hết sức là chín, đừng có để hơi sống hoặc là tái, bởi vì như vậy thì vi trùng có thể sống sót và căn bệnh E. coli có thể truyền nhiễm. Hiện nay thì như quý vị đã biết, 150 người đang được điều trị tại nhà và tại bệnh viện, và đồng thời 10 tiểu bang đã có vi trùng bệnh này, 10 tiểu bang đã có căn bệnh này. Tuy nhiên không ai biết được, bản tin không cho biết rằng là thịt bò xay này là thịt bò xay loại nào, do hãng nào sản xuất thì bản tin không nói rõ. Thưa quý vị, thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến giải gọi là World Cup dành cho nữ giới đang chuẩn bị được diễn ra ở tại Pháp vào năm nay 2019, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 và kéo dài trong vòng 1 tháng cho đến ngày 7 tháng 7. Thì thưa quý vị, hiện bây giờ những cái giới mà hâm mộ túc cầu đang rất là trông ngóng cái giải này được bắt đầu ở tại bên nước Pháp. Trở lại một chút xíu về cái cuộc mà tranh giành được tổ chức cái giải World Cup lần này cũng trải qua rất là nhiều khê. Mới đầu đó thì thưa quý vị, có 5 quốc gia đứng ra để tranh, trong đó có Anh, có Pháp, có Nam Hàn, có New Zealand và kể cả Nam Phi. Tuy nhiên sau cùng đó thì có 2 quốc gia được lọt vào trong, đó là thưa quý vị Pháp, không phải Pháp, 2 quốc gia khác, đó là bên phía của Nam Hàn và New Zealand đã được đang vào trong chung kết. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả các quốc gia đều thối lui, là tại vì họ nghĩ rằng là họ bận rộn với tổ chức những cái chương trình khác, cho nên cuối cùng họ không nghĩ rằng là họ không có đảm nhiệm được, là họ rút lui. Cuối cùng thì nước Pháp đã giành được cái quyền được tổ chức cái giải FIFA World Cup dành cho nữ giới vào năm nay. Và thưa quý vị, bên Nhật thì các cầu thủ của đội Nhật họ đang có một cái sự quyết tâm, tức là họ nghĩ rằng là trong cái World Cup năm nay thì họ sẽ giành được cái vị trí cao, là tại vì họ đang nhắm để họ phục thù. Trong cái World Cup lần trước 2015 ở tại Canada, Hoa Kỳ đã giành giải quán quân và Nhật Bản đã bị thua
một cách đau đớn là bởi vì sau khi cái vụ mà sóng thần xảy ra đối với lại khu vực Fukushima đó cũng đã khiến cho tinh thần của họ bị lung lay. Khi mà quốc gia của họ bị thiên tai như vậy, thành ra họ đã bị thua. Giờ đây thì họ cố gắng là họ sẽ lấy được một cái giải nào đó ở trong cái World Cup lần này đang chuẩn bị được diễn ra tại nước Pháp, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 cho đến ngày 7 tháng 7 của năm 2019. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Future News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.